Và hôm nay thì Hùng sẽ thực hiện cái live stream này với hai chủ đề. Chủ đề thứ nhất đó là Hùng sẽ review, Hùng sẽ giới thiệu đến mọi người các mẫu giày cầu lông Li Linh chính hãng, chất lượng và đang giảm giá từ 40-50%. Bên Hùng vừa mới sale, vừa mới săn giảm giá về, có khoảng 150 đôi. Lần này tha hồ cho anh em không sợ hết hàng như mọi lần nữa. Và tiếp theo chủ đề thứ hai là Hùng sẽ tổ chức mini game tặng quà để thay lời cảm ơn mọi người vì đã luôn theo dõi ủng hộ cái live stream của Hùng. Đặc biệt là vì mọi người đã theo dõi và đồng hành cùng Hùng trong giải đấu cầu lông vô địch tỉnh Thái Nguyên vừa qua. Vâng, những ai đang theo dõi cái live stream này, bạn có thể comment một hoặc comment một điều gì đó để Hùng nhìn thấy và chào mọi người được không? Xin chào Minh Nhân, xin chào Tú Ronaldo nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào Hoa Đồng Nội. Xin... Ok, và bây giờ Hùng sẽ bắt đầu vào chủ đề thứ nhất, không làm mất thời gian của mọi người nữa. Đầu tiên Hùng xin giới thiệu đến mọi người mẫu giày chạy, bởi vì là nó chỉ có hai mẫu thôi nên Hùng xin phép giới thiệu luôn đến mọi người. Ok. Mẫu giày Li Ninh ARHN113 thuộc mẫu giày chạy tầm cao của hãng Li Ninh, và chúng ta hãy cùng bóc hộp nó ra xem có điều gì đặc biệt ở đây. Ok mọi người, xin giới thiệu đến mọi người mẫu giày tầm cao, giày chạy tầm cao của hãng Li Ninh. Mã giày là Li Ninh ARHN113. Giá gốc của sản phẩm này là bao nhiêu đây? Giá gốc của sản phẩm đây là 439 tệ, mọi người có thể nhìn thấy ạ. Nó tương đương với khoảng 1.550.000-1.600.000 tiền Việt Nam. Hàng chính hãng 100%. Đây là mẫu giày sản xuất, để ông xem một hộp nào. Đây là mẫu giày sản xuất năm 2018 nhá. Đây là mẫu giày chạy tầm cao cấp, mọi người có thể xem đế của nó. Đế của nó rất thầm hố và rất êm. Đây mọi người có thể nhìn thấy ạ, cực kỳ bám, cực kỳ êm, giảm chấn rất là tốt. Mẫu giày này giá gốc là 1.600.000. Hùng săn giảm giá được một mức giá không tưởng mà ai nghe thấy đảm bảo cũng sẽ cân nhắc là vừa mua một đôi mới thì bây giờ có thể sẽ mua thêm một đôi mới nữa. Ok, 1.600.000 giảm còn 780.000. Ở store vẫn bán 1.600.000 nha mọi người. Các shop sách tay dù rẻ nhất cũng phải là 1.100.000. Còn Hùng đang bán 780.000 đây. Và Hùng sẽ cùng mọi người đi chi tiết về mẫu giày này. Nhìn qua chúng ta đã thấy rất là đẹp rồi, nhưng chúng ta đi chi tiết còn thấy tuyệt vời hơn. Ok, dòng công nghệ đế mọi người có thể thấy ạ. Công nghệ đế giảm chấn này, đây là lần đầu tiên Hùng nhập được một mẫu giày với công nghệ đế mới nhất này. Mọi người nhìn đế cũng biết nó rất là mềm, rất là êm rồi đây. Ok, đôi giày đế này, đế nó rất là mềm, nó rất là dày và giúp chúng ta, với đế này nó giúp chúng ta tăng chiều cao khoảng 2-3 phân đấy mọi người ạ. Tiếp theo nha, ở hai bên này mọi người có thể, đây là hai miếng nhựa nha. Đây là hai miếng nhựa cứng, khiến cho đôi giày rất chắc chắn ở hai bên và làm cho đôi giày rất đẹp. Biểu tượng Li Ninh cũng được in trên miếng nhựa này, không phải là được in lên mà được khắc trên miếng nhựa này. Biểu tượng Li Ninh được khắc sâu trên miếng nhựa này. Phía bên này cũng có một miếng nhựa tương tự để nó giữ chắc chắn. Đây là miếng, cũng là kiểu miếng nhựa, nó gắn liền với miếng nhựa cứng dưới này luôn, để nó làm lỗ để xỏ dây giày, cùng với đó là nó tăng thêm phần thẩm mỹ và độc đáo cho đôi giày. Mọi người thấy nó rất đẹp không ạ? Tiếp theo nữa đó là chất liệu vải dệt co giãn, hay khiến cho chúng ta đi nó rất là thoải mái, rất là thoáng khí. Và chất liệu vải dệt này nó cũng rất là dày dặn nên là rất là giữ form cho mọi người. Dáng con này mọi người nhìn giống Ultra Boost không ạ? Cùng với đó là cổ của đôi giày này nó được thiết kế là cổ chun co giãn. Bởi vậy mà mọi người khi xỏ vào và cởi ra thì chúng ta chỉ cần xỏ chân vào chứ chúng ta không cần tháo giày. Chúng ta chỉ cần tháo dây cho đẹp thôi. Chúng ta chỉ cần tháo dây ra, chúng ta chỉ cần buộc dây vào cho đẹp thôi, chứ trong quá trình sử dụng thì chúng ta chỉ cần kéo cái cổ này ra và chúng ta xỏ chân vào thôi. Đây là một mẫu giày running, chúng ta vừa có thể đi chạy, đi tập gym, đi thời trang, đi bộ đều rất là tuyệt vời. Ok, Hùng đã giới thiệu xong. 1.600.000. Đây, nó là dòng Lightning Run, mọi người có thể nhìn thấy ạ. Phía đằng sau này nó có thiết kế dây. Thiết kế dây này để giữ gót này. Cùng với đó là phía trong lớp vải dệt này nó có miếng nhựa rất là cứng. Miếng nhựa rất là cứng để đỡ gót nha mọi người. Đây là giày tầm cao, store vẫn bán 1.600.000. Và shop nào có săn được sách tay giống như Hùng thì giá tốt nhất cũng là 1.100.000. Và Hùng đang sale đôi này giá 780.000. Ok, cảm ơn anh Thắng Nguyễn đã dùng chia sẻ cái livestream này. Hùng sẽ nhìn vào số lượng xe của mọi người và Hùng sẽ tặng quà cho hai người chia sẻ nhiều nhất nha. Và nếu ai làm, mọi người làm cho Hùng vui hơn nữa thì biết đâu Hùng sẽ còn tặng cho người chia sẻ nhiều thứ ba, thứ tư thì sao, đúng không ạ? Chỉ cần mọi người nhiệt tình thôi. Ok, mẫu giày đầu tiên. Đây, cả đôi của nó đây, rất đẹp. Đôi giày cực kỳ đẹp, cực kỳ ngon, khỏi phải chê rồi. Với màu tím than này thì rất là dễ phối đồ. Ok không ạ? Hôm nay Hùng có hơn chục mẫu giày để giới thiệu anh em cơ, nên là anh em cứ kiên trì nha. Đến mẫu nào mọi người thích. Ok, và nếu mọi người không thích màu xanh kia thì vẫn là mẫu giày đó nhưng màu đen. Vẫn là mẫu giày này nhưng màu đen. Đen xám rất đẹp, nhìn tùy mọi người thôi. Có thể là mọi người thích màu xanh, cũng có thể mọi người thích màu đen xám. 1.600.000 giảm giá còn 780.000. Đây là giày chạy và giày thời trang, giày văn ninh nha. Và mẫu giày chạy Hùng xin phép kết thúc phần giới thiệu các mẫu giày chạy ở đây. Tóc Hùng nó tả tơi quá. Hùng xin phép kết thúc giới thiệu các mẫu giày chạy ở đây. Và bây giờ chúng ta hãy đi vào chủ đề chính là giày cầu lông. Ok luôn fan chính nghĩa. Ok, ai sẵn sàng? Trong đây ai đang quan tâm đến giày cầu lông, comment tôi cái nào để Hùng xem là có bao nhiêu người comment.
để ông bắt đầu giới thiệu đến mọi người nào. Chúng ta tương tác với nhau một chút được không ạ? Ai ai đang quan tâm đến mua giày cầu lông chính hãng, giá rẻ, chất lượng, mẫu mã đẹp nhất. Ok, cảm ơn Trần Nam rất nhiều. Thì cảm ơn tôi. Ok, cảm ơn mọi người nhá. Bây giờ Hùng sẽ dùng khăn để lau bụi cho đôi giày đã, cho nó đẹp nhất. Ok, cảm ơn Vino Trần, cảm ơn Hiệp Ngân, cảm ơn Nguyễn Hữu Minh Nhật, cảm ơn Trần Nam rất nhiều. Vâng, rõ ràng là có rất nhiều người đang quan tâm đến cầu lông bởi vì bạn bè của Hùng toàn anh em chơi cầu lông thôi. Anh Nguyễn Văn Giang ơi, không có size 38 1/3 anh ạ. Nhưng đợt tới em sẽ xem xét, nếu anh cần thì anh nhắn tin cho em sẽ xem xét lấy cho anh một đôi. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ sẽ bắt đầu chuyên mục giới thiệu các mẫu giày cầu lông. Hôm nay chúng ta có 10 mẫu giày cầu lông để chúng ta nói chuyện với nhau. 10 mẫu, toàn mẫu đẹp, toàn mẫu ngon. Ok, và Hùng sẽ giới thiệu mọi người. Đầu tiên là mẫu giày tầm trung trước. Hùng xin phép em xin chào anh Bất Khuất Sport nha. Đấy thì bây giờ Hùng sẽ xin phép và giới thiệu mọi người mẫu giày tầm trung trước rồi Hùng sẽ giới thiệu lên dần dần nha. Ok, một mẫu giày rất tuyệt vời, mẫu giày Lining Extractor Lining AITN019 là mẫu giày tầm trung của hãng Lining. Giá gốc của mẫu giày này là 339 tệ. Nó rơi vào khoảng 1.250.000 tiền Việt Nam. Và đây là mẫu giày tầm trung. Mẫu giày này thích hợp với ai? Mẫu giày này thích hợp với anh em đi sân bê tông. Mẫu giày này thích hợp với anh em không muốn bỏ quá nhiều tiền ra để có một đôi giày chính hãng và chất lượng. Nên nhớ rằng đây là mẫu giày tầm trung, không phải mẫu giày giá rẻ, nó là 1.250.000. Bên Hùng đang giảm giá còn 620.000, có size 40, 41, 42 và 43. Mua giày thì tặng kèm hai quần cán chống trơn và một móc khóa tổ lông kim loại. Bây giờ Hùng có thể lấy cho mọi người xem luôn. Ok, mua giày sẽ được tặng hai quần cán chống trơn đặc trị mồ hôi tay và trơn tuột vợt, và được tặng kèm móc khóa cầu lông kim loại. Ok anh em, móc khóa cầu lông kim loại nhá. Đấy, mua giày và về phí ship thì anh em tự thanh toán nha. Tất cả mẫu giày ở bên Hùng giảm giá nên không hỗ trợ về phí ship cho anh em. Ok, một mẫu giày chúng ta đi chi tiết hơn về mẫu giày một chút nha. Thực ra đôi này Hùng giới thiệu mọi người cũng khá nhiều rồi. Đây mẫu giày màu đen huyền, rất đẹp, rất là bắt mắt, thích hợp cho ai theo phong cách nhã nhặn. Đế của đôi giày này rất là hầm hố, đế này dùng để cày sân bê tông thì rất là tuyệt vời, đi rất là bền và rất là tiết kiệm chi phí cho anh em nào đi sân bê tông. Đây là một lựa chọn tuyệt vời. Anh em nào không có nhiều tiền để mua giày đắt tiền thì đây cũng là một lựa chọn rất là tuyệt vời cho anh em. Ok, chất liệu lưới dệt rất chắc chắn. Đây Hùng có thể cạo thoải mái. Còn đây là chất liệu da mịn. Chất liệu da này xịn, sẽ không bị bong, không bị rộp nha mọi người yên tâm. Cùng với đó là chất liệu lưới ở vị trí này, lưới dệt rất chắc chắn và thoáng khí, giúp cho đôi giày đi cực kỳ thoáng khí và đi cảm giác nó cái lớp lưới này nó chạm vào chân thì cảm giác nó rất là mềm. Đó. Phía đằng sau này thì mọi người có thể nhìn thấy miếng nhựa, nó có các hoa văn phản quang bảy sắc cầu vồng đấy ạ. Phía trên đôi giày này cũng thế, có hoa văn phản quang ở các đường sỏ dây giày này. Đây là một mẫu giày rất tuyệt vời cho anh em đi sân bê tông hoặc là đi sân đi sân bê tông hoặc là anh em nào không có nhiều chi phí. Ok anh Trần Trung, một đôi size 40 cho anh Trần Trung. Em sẽ gửi cho anh vào tuần sau bởi vì anh đang đi công tác. Em sẽ giữ riêng một đôi và gói sẵn để gửi anh Trần Trung nha. Lần trước anh Trần Trung đặt nhưng mà lỡ bán hết sạch của anh Trần Trung nên lần này em sẽ để riêng ra, không thể bán hết được. Bởi vì giày bên Hùng thì về mỗi lần sale thì nó cháy rất là nhanh nên là anh em nếu mà thực sự muốn mua thì hãy liên hệ Hùng nhá. Mini game sẽ bắt đầu khi mà Hùng giới thiệu xong các mẫu giày nha. Con bà Trung có thể chờ lát nữa trở lại chơi mini game hoặc tốt nhất là ở lại ủng hộ Hùng đi. Chúng ta tương tác với nhau nào. Ok anh Nguyễn Dương, em bán quần cán chống trơn đặc trị mồ hôi tay, cái này không thương hiệu đâu anh. Cái này là nhập xưởng bên Trung Quốc, cái này không làm thương hiệu nhưng nó chống trơn và thấm mồ hôi rất là tốt. Nếu anh em nào bị trơn tuột vợt, anh em nào mà đánh cầu hay bị trơn, bị bay vợt thì anh em phải trải nghiệm cái sản phẩm này một lần. Ok, Nam Bắc Sa chờ sẽ giới thiệu các mẫu giày cao cấp hơn cả 1.500.000 nhưng nó cũng chỉ giảm xuống còn dưới 1 triệu thôi. Ok, Nhập Nguyễn, em còn chưa ăn gì, em còn nói đang rất là khỏe đây này. Ok, chúng ta kết thúc mẫu giày thứ nhất nha. Lining AITN019 đen, Lining Extractor. Size 40, 41, 42, 43. Giảm giá 1.250.000 còn 620.000, tặng kèm hai quần cán chống trơn, một móc khóa cầu lông. Về phí ship thì anh em tự thanh toán. Phí ship toàn quốc thì nó rơi vào khoảng từ 45 đến 60.000, tùy vào bạn có xa Hà Nội hay ở gần Hà Nội nha. Ok, mẫu giày thứ nhất, cầu lông thứ nhất. Xin phép kết thúc giới thiệu. Tiếp tục. Một mẫu giày tiếp theo. Cũng là mẫu giày Lining AITN019 vừa rồi, mọi thứ chất liệu và công nghệ đều giống nhau, ông sẽ không giới thiệu lại nữa. Với nếu mọi người không thích màu tối, không thích màu đen thì chúng ta có thể có một màu sắc sáng hơn. Đó là màu xám, cũng là đôi giày đấy thôi, tất cả giống hệt. Với đôi này thì chỉ còn size 40, 41 và 42 thôi. Hết đợt hàng này, mẫu giày này sẽ cháy hàng và không thể nhập nữa nha. Nếu anh em nào kết đôi này thì sẽ liên hệ ông để đặt ngay nha, size 40, 41 và 42 thôi. Sau đợt hàng này hết sạch sẽ không nhập được nữa. Đúng rồi, anh Hiệp Nguyên em ở Hà Nội nha. Rồi chúng ta không giới thiệu lại nữa nha, chúng ta giới thiệu rất kỹ ở đôi màu đen rồi, nó là giống nhau chỉ khác màu thôi. Rất thích hợp cho anh em đi sân bê tông và anh em muốn tiết kiệm chi phí. Mà nó là một đôi giày rất là đẹp, cũng chất lượng rất là tốt. Ok, và bây giờ thì Hùng sẽ giới thiệu đến mọi người mẫu giày phải nói là hot nhất shop Hùng trong vài đợt hàng vừa qua. Cứ về là hết.
xin giới thiệu đến mọi người mẫu giày Hùng đang đi, mẫu giày Li Ninh AIT M0812 màu đen cam. Mẫu giày này có giá gốc là 490, đây mã của mẫu giày đây. AIT M0812 size 9US tức là size 42, giá gốc là 499 tệ. Nó tương đương với 1.750.000 tiền Việt Nam. Giá ra mắt của sản phẩm này là 1.750.000 tiền Việt Nam. Và mẫu giày này đang được Store Lining bán hình như là giá 1.3 hay 1.4 gì đó. Còn Hùng đang giảm giá mẫu này 1.750.000, giảm giá còn 920.000 thôi. Có size 40, 41 và 42, số lượng cực kỳ hạn chế vì mẫu này quá hot và rất là nhiều người đặt sẵn rồi, nên là cũng không còn nhiều. Anh em nào thích mẫu này thì liên hệ Hùng ngay. Và chúng ta sẽ đi chi tiết về mẫu giày này nha. Trước tiên chúng ta quan tâm đến phần đế. Đây là mẫu giày áp dụng công nghệ đế mới nhất, cải tiến mới nhất của Li Ninh, đó là công nghệ ra mắt vào tháng 6 năm 2017. Với dòng đế này, một là nó bám nền rất là bám nền, hai đó là nó chống mài mòn rất là tốt, và điều mà Hùng tâm đắc ở nhất ở dòng đế này đó là nó rất nhẹ và giảm chấn cực kỳ tốt. Đã có những khách hàng mua đôi giày này của Hùng và so sánh nó với đôi Comfort Z, mọi người ạ, Hùng không bốc phét, đấy là có khách hàng, thậm chí là khách hàng chuyên đi Zonex cũng phản ánh rất tốt về mẫu giày này, rất êm, rất nhẹ. Chúng ta sẽ đi lên phần da nha. Ok, mọi người có thể nhìn thấy chất liệu da, nó nhìn gần như kiểu các đường vân carbon ấy, mọi người có thể nhìn thấy không ạ? Chất liệu da ở chỗ này nó sẽ rất là chắc chắn. Cùng với đó là trên này là chất liệu da mềm, khiến chúng ta đi thoải mái hơn và có các lỗ thoáng khí đấy ạ. Ok, còn đây là lưới dệt. Cái lưới dệt này thì nó rất là chắc chắn rồi, anh em phải suy nghĩ nha. Cùng với đó đây, chất liệu da rất là xịn đôi giày này. Phía đằng sau gót là miếng nhựa thì nó rất là cố định, rất là chắc chắn rồi. Quan trọng là đôi giày này rất là ngon, rất là đẹp. Bây giờ Hùng cũng không phải nói giới thiệu nhiều mẫu giày này nữa, bởi vì mẫu giày này Hùng đã chọn nó để đi 2 năm vừa qua rồi. 2 năm đi cùng một đôi, chỉ khác màu thôi. Đấy, thì đôi này thì rất là ngon. Đôi giày này thì rất là ngon. Còn anh em nếu mà chỉ cần anh em thích thôi, có nghĩa là nhìn thấy nó đẹp và thích, thì mọi người nên mua. Không cần hỏi Hùng là nó có ngon hay không, nó có chất lượng hay không, bởi vì Hùng khẳng định là nó rất ngon và chất lượng. Ok, 1.750.000 giảm giá còn 920.000, tặng 2 quần cán chống chân và 1 móc khóa cầu lông. Về phí ship thì anh em cũng tự thanh toán giúp Hùng nhá. Phí ship sẽ rơi vào từ 45-60.000 tùy chỗ của anh em. Đó, nếu mà ở Hà Nội thì nó chắc chỉ tầm 30 thôi. Ở các tuyến thành phố thì nó rơi khoảng 40-45.000 thôi, còn các tuyến huyện, tuyến xa thì nó sẽ đắt hơn khoảng 50-60.000. Mẫu giày rất đẹp, màu đen kết hợp màu cam, tuyệt vời luôn, mẫu giày Hùng ưng lắm. Thích lắm anh em ạ. Có size 40-41-42 nhưng số lượng rất là hạn chế, bởi vậy mà anh em nào đã kết rồi thì liên hệ Hùng ngay, tránh ngày mai nhắn tin cho chắc đã còn, Hùng khẳng định luôn đó. Ok, tiếp theo đến một mẫu giày tầm cao tiếp theo. Hello Đoàn Thị Lan Anh, giày nữ vẫn chưa có em ơi. Ok, tiếp tục đến một mẫu giày tầm cao tiếp theo. Mã giày Li Ninh AITM 071, để Hùng xem ngày tháng sản xuất nào. Mẫu giày này sản xuất vào ngày 5 tháng 8 năm 2017. Để chúng ta hãy tìm hiểu về mẫu giày này nhá. Ok, đây là mẫu giày cũng thuộc tầm cao của hãng Li Ninh, màu tím than kết hợp màu đỏ, một mẫu giày cực kỳ chắc chắn. Giá gốc là 1 triệu, cũng là 1.750.000, giảm giá còn cũng 920.000 luôn nha mọi người, 920.000 luôn. Và chúng ta sẽ đi chi tiết về mẫu giày. Ok, về dòng đế, mẫu giày này áp dụng dòng đế Chenlong TD, tức là dòng đế rút gọn của đôi giày mà vận động viên cầu lông Chenlong, hay vợt cầu lông đơn nam số 1 Trung Quốc đang đi. Đây, mọi người có thể nhìn thấy đôi giày này đế rất là dày, bởi vậy mà nó sẽ rất là bền và chống mài mòn rất là cao. Đôi giày mặt đế gần giống như dòng các dòng cao cấp. Mọi người có thể nhìn thấy ạ. Đây có rất nhiều công nghệ non mình kinh tụ OS, nói chung là rất nhiều công nghệ. Cái này nó làm cao đấy, không phải nó cao bằng này đâu nha anh em nhá. Nó chỉ cao bằng này thôi. Nhưng mà cái phần này mọi người biết nó làm cao lên để làm gì không ạ? Nó làm cao lên đây chính là công nghệ chống lật nhá. Đôi giày này công nghệ chống lật, đi rất an toàn cho chân. Đi rất an toàn cho chân mà không sợ bị lật cổ chân. Cùng với đó mọi người có thể nhìn thấy lớp lưới dệt này rất là chắc chắn rồi. Lớp dưới lưới dệt này rất là chắc chắn. Cùng với đó nó còn bổ sung thêm công nghệ ép nhiệt với một chất liệu da rất là chắc chắn, mọi người nhìn thấy ạ. Hôm qua thì có một khách hàng nhắn tin Hùng bảo là anh vừa mới mua đôi Yonex được 3-4 tháng thì nó bị bục chỗ này. Thì Hùng mới bảo là do cái đôi giày này nó không có công nghệ trợ, không có công nghệ chất liệu trợ lực vào đây, nên là ai mà chân bè thường sẽ bị bục ở chỗ này nếu di chuyển phanh gấp nhiều lần. Thì với đôi giày này thì mọi người hoàn toàn yên tâm. Anh em nào có mà phanh gấp đến vài năm thì đôi giày này nó cũng không bục. Hùng khẳng định đôi giày này là một đôi giày rất là chắc chắn. Về độ êm thì Hùng có thể đánh giá đôi giày này không êm bằng đôi giày Li Ninh AITM 081 trước, nhưng đấy thì nó dày hơn. Không êm bằng không có nghĩa là không êm nha anh em. Đây là giày tầm cao, chắc chắn nó êm và giảm chấn của nó cũng rất là tốt. Ngoài bên trong lớp lưới thì nó còn có một lớp các hoa văn này nhìn rất là đẹp và bắt mắt. Với mẫu giày này đợt này thì cũng chỉ may mắn kiếm được size 41 và size 42 mọi người nhá. Mẫu giày này chỉ có size 41, size 42, không có size 39.5, cũng không có size 40. 41 và size 42 1.750.000, giảm giá còn 920. Ok. Đó. Đây là một màu đỏ và tím rất là nhã nhặn, rất là đẹp. Giờ Hùng sẽ đi đến các mẫu giày tiếp để còn nhanh chóng giới thiệu hết đến mọi người để chúng ta chơi mini game với nhau, mọi người đồng ý không ạ?
Ok, cũng là mẫu giày đấy, Li-Ning AITM 075 à? 071, AITM 071. Không phải màu đỏ tím nữa, màu xanh dương, xanh chuối. Đây, nó tất cả công nghệ mọi thứ giống hệt. Mẫu giày này thì lúc ra mắt giá của nó là 1.750.000. Ở trên các store của hãng hình như đang bán 1.490.000 thì phải. Các store của hãng đang bán 1.490.000 hay 1.600.000 gì đó. Với đôi này thì có duy nhất một đôi size 40. Ai là người nhắn tin cho nhanh nhất sẽ mua được đôi này. Duy nhất cùng chỉ kiếm được duy nhất một đôi xanh dương này size 40 thôi. 1.750.000 giảm còn 9.2. Tất cả công nghệ mọi thứ, tất cả công nghệ mọi thứ thì đều giống hệt. Có khách đến này. Ok mọi người, đôi này thì có size 40, 41, 42 và 43 nha. 40 thì chỉ có duy nhất một đôi. 41, 42 và 43 thì có 4-5 đôi nên mọi người yên tâm là vẫn còn. Nếu ai thích 40 đôi xanh dương này nhắn tin cho ngay, ai là người nhắn tin sớm nhất sẽ mua được đôi này size 40 nha. Ông sẽ cố gắng giới thiệu nhanh nhất và cũng phải chi tiết để mọi người hiểu hơn về các sản phẩm. Còn 5 mẫu nữa cơ. Ok, mẫu giày Hùng rất may mắn săn sale được. Đó là mẫu giày này. Mẫu giày sản xuất vào năm 2018. Mẫu giày này thậm chí ở Việt Nam rất là hiếm. Nếu mà có thì nó cũng khá là cao. Mẫu giày này giá gốc của nó cũng là 1.750.000. Và đợt sale này cũng sale còn 920.000. Tuy nhiên với mẫu giày này Hùng chỉ kiếm được size 39.5 thôi. Tức là nó có thể tương đương với size 39 của các hãng khác. Và ngoài ra thì còn có size 42, 43, size 40, 41 không kiếm được nha mọi người, vì đôi này quá hot, quá hiếm. Nó có các cái vảy sơn nhìn rất là hay đúng không ạ? Và cái chất liệu dệt của nó, chất liệu vải của nó in màu xanh này cũng rất là đẹp. Còn đây là các hoa văn và chất liệu da và hoa văn. Đó, nhìn nó rất là kiểu bí ẩn. Nhìn đôi giày này rất là thần bí. 1.750.000 còn 920.000. Về dòng đế thì đôi này cũng áp dụng dòng đế công nghệ cải tiến mới nhất của Li-Ning, đó là dòng đế ra mắt vào tháng 6 2017, giảm chấn rất là tốt, rất bám nền, chống trơn và đặc biệt là nó rất nhẹ và rất êm. Ok, Hùng đang đắn đo là không biết có lên lấy đôi này để đi hay không. Giày chạy em giới thiệu từ đầu rồi, anh Nguyễn Trọng ơi, anh có thể xem lại cái livestream. Lát nữa anh em kết thúc livestream anh có thể xem lại nhá. Và mọi người đừng quên là chúng ta tiếp tục chia sẻ cái livestream để có thể nhận được món quà từ Hùng là bó bắp chân và khăn lau mồ hôi nhá. Chúng ta tiếp tục chia sẻ nhá. Chia sẻ một lúc nhanh còn không bằng chúng ta dành thời gian chia sẻ đều. Giày chạy em giới thiệu rồi anh nhá. Đôi này nhá, một đôi giày rất đẹp, nhìn rất là huyền bí, rất là đẹp mắt. Hùng đang định lấy đôi này đi anh em ạ. Bởi vì giày Hùng cũng hỏng rồi. Đấy, giày rất đẹp mà đặc biệt là nó rất độc và rất hiếm luôn. Giày nữ đợt này vẫn chưa có duyên ạ. Kiếm giày nữ khó lắm, với cả giày nữ giá nó không tốt như giày nam đâu em. Anh chỉ sợ nhập về mọi người không mua thôi. Nói thật đấy, giày nữ anh kiếm được, nhưng mà sợ nhất là nhập về mọi người không mua. Chị em thì rất là tiết kiệm, mình biết điều đó. Rồi, tóc tai nó tả tơi quá, đã mất quả lê rồi. Ok, xin phép đôi này chỉ có size 39.5, 42, 43 anh em nhá. Tiếp theo đến mẫu giày, tiếp theo là mẫu giày đây. Đây là một mẫu giày rất ngon. Ok, xin giới thiệu đến mọi người một mẫu giày màu sắc khá là trẻ trung. Đây là mẫu giày Li-Ning AITM 105. 1054. Con số 4 cuối cùng nó thể hiện cho màu sắc của đôi này nha. Ngày xưa thì Hùng kiếm được đôi này màu cam, và đợt này thì Hùng lại kiếm được đôi này màu tím kết hợp với xanh chuối. Đó. Thì chúng ta đôi giày này giảm giá 1.750.000 cũng còn 920.000. Đôi giày này có size 39.5, size 42 và 43 thôi mọi người nhá. À không phải. Xem nào. 39.5, 41 và 42. Ok, đôi giày này có size 39.5, size 41 và size 42 anh em. Em không có giày Yonex có không anh? Anh không có giày Yonex nha em, anh chia Li-Ning. Đôi giày này có size 39.5, tức là tương đương với 39 của hãng khác. Size 41 và size 42 nha mọi người. Ok, chúng ta đi chi tiết về mẫu giày. Ok, đôi giày này cũng áp dụng dòng đế công nghệ cải tiến mới nhất của Li-Ning. Hùng đã nói từ nãy đến giờ rồi. Phải nói rằng bây giờ giày Li-Ning toàn ra dòng đế này thôi, và đây cũng là dòng đế Hùng thích nhất trong các dòng đế mà Hùng đã đi của Li-Ning. Rất bám nền, chống mài mòn tốt, rất êm và rất nhẹ, đi rất là sướng. Cùng với đó chất liệu của nó khá dày dặn. Đằng phía gót này thì chất liệu miếng da của nó nhìn rất là dày dặn, rất là đẹp. Tiếp theo nữa đó là chất liệu cơ bản của đôi này, nó là vải dệt cũng như là kiểu thêu ấy mọi người ạ. Nó rất là chắc chắn. Nó cùng với bổ trợ sự chắc chắn cho phần này là phần dễ bị bục, thì nó có một miếng da rất là dày dặn và rất là cứng. Mọi người có thể nhìn thấy nó viền xung quanh luôn. Và đây là công nghệ vải dệt lưới giúp cho đôi giày rất là thoáng khí và nó rất là mềm. Đi chúng ta sẽ cảm giác đôi giày mềm hơn và dễ chịu hơn rất là nhiều. Đó, đôi giày này có size 39.5, 41 và 42. Giảm giá 1.750.000 cũng còn 920.000, tặng kèm hai quần cắn chống trơn và một móc khóa nha mọi người. Số lượng cũng rất là hạn chế. Giới thiệu thế thôi và tiếp tục giới thiệu mẫu giày tiếp theo nha, đợt này về khá nhiều mẫu. Còn mẫu gì đây? Ok mọi người. Một mẫu giày mang phong cách rất trẻ trung, rất là đẹp. Có ai thích màu xanh chuối, yêu thích sự trẻ trung và năng động hay không? Thì đây là mẫu giày dành cho bạn. Xin giới thiệu đến mọi người mẫu giày Li-Ning AITM 039. Là mẫu giày tầm cao của hãng Li-Ning, giá gốc cũng là 1.750.000.
Và đợt này giảm giá còn 780.000 thôi. Và ông tin chắc chắn là mọi người không nghe nhầm đâu. Ông xin nhắc lại là 780.000. 1.700.000 chơi còn 780.000. Nhưng chỉ có duy nhất size 42 thôi. Có duy nhất size 42 thôi. Nếu anh em nào đi size 42 và may mắn đi size 42 thì đây là cơ hội tuyệt vời cho bạn. 1.750.000, giảm giá còn 780.000, màu xanh chuối. Ok, chúng ta đi chi tiết về mẫu giày. Mẫu giày sử dụng công nghệ đế Lining Saga, một trong những dòng đế phải nói là đặc biệt nhất của hãng Lining mà không thương hiệu nào có. Nó là ok về công nghệ đế, nó có công nghệ non-manking, công nghệ cao su chống mài mòn cao. Tiếp theo đó là công nghệ Multi-Flex. Multi-Flex đó chính là công nghệ chống lật. Với đôi giày này thì nó gần như an toàn 100% cho chân các bạn và không bị lật cổ chân. Ok, mọi người có thể thấy miếng da này nó làm cao lên để giữ chúng ta chắc chắn hơn, không bị lật nha mọi người. Và có hai miếng này nữa, nó sẽ giữ làm gờ cố định, giúp chân cực kỳ an toàn. Tiếp theo nữa là đó là công nghệ chất liệu của nó thì công nghệ nó vải dệt nhưng mà rất là dày, có các lỗ thoáng khí ở đây khiến đôi giày rất là thông thoáng khí hai bên luôn. Và công nghệ ép nhiệt của hãng Lining. Đây mọi người có thể nhìn thấy cái này nó không có đường chỉ nào mà nó là ép nhiệt. Đây là chất liệu da, nó ép nhiệt. Đây là công nghệ hiện đại nhất của Lining nhưng nó chỉ áp dụng vào giày bóng rổ và giày thời trang trước kia ấy. Nhưng hiện tại thì bây giờ Lining áp dụng cái công nghệ này vào giày cầu lông rất nhiều. Với công nghệ này mọi người yên tâm là nó sẽ không bao giờ bị bong kèo, rất chắc chắn. Đến khi giày của mọi người thủng thì nó vẫn còn rất là ngon nha. 1.750.000 giảm giá còn 780, chỉ có duy nhất size 42 nha, duy nhất size 42 thôi. Nếu anh em là đi 42 thì đây là cơ hội tuyệt vời dành cho mọi người. Đôi giày quá đẹp. Ông giới thiệu thêm nữa là đôi giày này đế của nó sẽ mỏng hơn so với các dòng đế khác nhá. Đôi giày này form của nó cũng sẽ là form gọn, mọi người có thể nhìn thấy form này rất ôm chân, lên chân rất là đẹp, nhưng nó chỉ thích hợp với anh em chân gọn thôi. Còn anh em nào chân bè ngang thì sẽ không thích hợp nha. Anh em nào chân mà bị bè ngang, bị rộng ngang, chân mà dày thì sẽ không thích hợp nha. Đôi giày này thì thích hợp với đi sân thảm, dĩ nhiên là đi sân bê tông cũng được, nhưng mà đi sân bê tông thì nó khá sót, bởi vì đôi giày này đế mỏng hơn những đôi khác, nó sẽ nhanh mòn hơn. Chỉ duy nhất size 42. Còn hai mẫu nữa cơ, để xem mẫu này là mẫu gì. Ok, giới thiệu nhanh luôn. Mẫu giày này là mẫu Hùng đang đi, cũng là Lining UTM 081 nhưng mà nó là màu trắng xanh. Thì Hùng đợt này Hùng săn chỉ được duy nhất một đôi size 42 và một đôi size 43 thôi. Nhưng tối hôm qua thì có một khách đặt mất size 42 rồi. Vậy nên là còn duy nhất một đôi size 43 này nhá. 43. Đúng rồi, còn duy nhất một đôi size 43 này thì mọi người hãy liên hệ cho Hùng để đặt mua ngay nhá. Giá gốc là 1.750.000, giảm giá cũng còn 920. Duy nhất một đôi size 43 thôi. Đôi này lúc nay Hùng giới thiệu đây đôi này chính là đôi giống với đôi màu cam đen đấy. Đôi này chính là đôi giày giống đôi màu cam đen lúc nay Hùng giới thiệu nha, ITM 081. Nhưng chỉ có duy nhất size 43. Kiếm được duy nhất một đôi thôi mọi người ạ. Còn một đôi nữa giới thiệu luôn anh em. Ok, nếu anh em thích màu này thì đây là mẫu giày Lining ITM, cũng ITM 105, nhưng nó màu xanh này. Và Hùng cũng chỉ săn được duy nhất một đôi size 43 thôi nha. Ai size 43 thì liên hệ Hùng, 1.750.000, giảm giá còn 920. Mẫu giày rất ngon. Chỉ size 43 nha, duy nhất một đôi anh em ạ. Đấy, đợt này kiếm nhiều khi là chỉ thế.